trải qua vòng sơ loại và vòng tuyển chọn trên toàn quốc, 8 đội chơi mới của cuộc đua kỳ thú đã được lựa chọn. Họ đều là những người trẻ năng động, thích khám phá và mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Cuộc đua kỳ thú sẽ đưa họ tới những địa điểm mới, những thử thách mới và rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón họ. Quý vị đừng bỏ lỡ tập 1 của cuộc đua kỳ thú 2015 với những tình tiết gây cấn, hấp dẫn và kịch tính, được phát sóng vào lúc 21:10 thứ 6 ngày 17 tháng 7 2015 trên VTV3.